Xin mến chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã xem kênh Tí Sợi. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 9 2018 vừa qua. Sau một thời gian ảm đạm, thị trường ô tô Việt Nam bắt đầu tìm lại sự khởi sắc trong tháng 9 năm 2018. Xe nhập khẩu ồ ạt tràn về, hóa giải tình hình khan hàng, trong khi xe lắp ráp trong nước tiếp tục tạo sức hút với người tiêu dùng, giúp doanh số bán hàng của toàn ngành ô tô gia tăng. Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam vừa công bố, doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô trong tháng 9 năm 2018 đạt 25.351 xe, tăng 24% so với tháng 8 năm 2018 và tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung đảm bảo cùng với sức mua tăng cao giúp các mẫu xe nhập khẩu như Toyota Fortuner, Honda CR-V trở lại danh sách top 10 ô tô bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam trong tháng qua. Tuy nhiên, xe lắp ráp trong nước của Toyota, Trường Hải Taco và Hyundai Thành Công vẫn áp đảo về số lượng cũng như doanh số bán ra. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tham khảo top 10 danh sách ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng 9 2018 vừa qua. Xếp thứ nhất đó là Toyota Vios bán được 2.338 xe. Sức hút từ các phiên bản nâng cấp tiếp tục giúp Toyota Vios duy trì được đà tăng trưởng khá ấn tượng về doanh số bán hàng. So với tháng trước, lượng tiêu thụ mẫu xe sedan hạng B này tăng gần 630 xe. Hiện tại bản nâng cấp của Vios đang được Toyota phân phối tại Việt Nam với giá từ 531 tới 606 triệu đồng tùy từng phiên bản. Xếp ở vị trí thứ hai đó là Hyundai Grand i10 bán được 1.572 xe. Trái ngược với đà tăng trưởng của Toyota Vios, Hyundai Grand i10 đang có dấu hiệu chững lại trong cuộc đua đến ngôi vương ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2018. Doanh số sụt giảm gần 50 xe so với tháng trước khiến Grand i10 kém Vios đến 766 xe và xếp ở vị trí thứ hai. Mức sụt giảm của Hyundai Grand i10 được lý giải do gặp phải sự cạnh tranh đến từ một vài đối thủ mới như Toyota Wigo, Suzuki Celerio. Hiện tại Grand i10 đang có giá niêm yết từ 315 tới 415 triệu đồng tùy từng phiên bản. Xếp ở vị trí thứ ba đó là Hyundai Accent bán được 1.305 xe. Hyundai Accent vẫn duy trì được phong độ ổn định về doanh số bán ra. Đây là tháng thứ hai liên tiếp, lượng tiêu thụ mẫu xe sedan hạng B này đạt trên 1.300 xe. Với những đổi mới về thiết kế, công nghệ tính năng trong khi giá bán chỉ từ 425 tới 540 triệu đồng, Hyundai Accent ngày càng chứng tỏ sức hấp dẫn với người tiêu dùng, đồng thời đang nỗ lực bám đuổi Toyota Vios trong phân khúc xe sedan hạng B. Xếp ở vị trí thứ 4 đó là Toyota Innova bán được 1.259 xe. Nhu cầu mua sắm ô tô kinh doanh dịch vụ cũng như sử dụng trong gia đình của người Việt là khá cao, giúp Toyota Innova đạt doanh số 1.259 xe trong tháng 9 năm 2018. Dù vẫn dậm chân ở vị trí thứ 4 nhưng so với tháng trước, doanh số Toyota Innova tăng 187 xe. Innova hiện đang được Toyota lắp ráp tại Việt Nam. Trong số 4 phiên bản của mẫu xe này có giá từ 743 tới 945 triệu đồng. Innova 2.0e được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng nhất. Xếp ở vị trí thứ 5 đó là Kia Cerato, bán được 1.189 xe. Sau 2 tháng liên tiếp sụt giảm, Kia Cerato đã tìm lại đà tăng trưởng doanh số trong tháng 9 năm 2018. Với số lượng tiêu thụ đạt 1.189 xe, mẫu xe sedan hạng C này chính thức lấy vị trí thứ 5 sau khi để rơi vào tay Toyota Fortuner trong tháng 8 năm 2018. Với mức giá từ 499 triệu đồng cho phiên bản 1.6 FMT, Cerato là mẫu xe có giá bán hấp dẫn nhất phân khúc xe sedan hạng C. Xếp ở vị trí thứ 6, Toyota Fortuner bán được 1.165 xe. Khi bài toán nguồn cung tìm được lời giải, Toyota Fortuner cho thấy sự trở lại khá ấn tượng trên thị trường ô tô. Mặc dù phân khúc LV 7 chỗ gặp rất nhiều sự cạnh tranh, tuy nhiên sức hấp dẫn về thương hiệu cùng tính kinh tế giúp Fortuner vẫn tạo được sức hút với người tiêu dùng Việt. Trong tháng 9 năm 2018, doanh số bán Fortuner đạt được 1.165 xe. Giá Fortuner hiện tại đang ở mức 1 tỷ 026 đến 1 tỷ 354 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Xếp ở vị trí thứ 7 là Mazda 3 bán được 975 xe. Cùng với Kia Cerato, Mazda 3 đang từng bước giúp Trường Hải Taco gia tăng thị phần trong phân khúc xe sedan hạng C. Kiểu dáng thiết kế trẻ trung cùng sức hấp dẫn về giá giúp mẫu xe này tiếp tục tạo được sức hút với người tiêu dùng. Trong tháng 9 năm 2018, lượng tiêu thụ Mazda 3 đạt 975 xe, tăng 55 xe so với tháng trước. Xếp ở vị trí thứ 8 đó là Honda CR-V bán được 867 xe. Với lượng tiêu thụ đạt 867 xe,
tăng 147 xe so với tháng 8 năm 2018. Honda CR-V đã đánh dấu sự trở lại danh sách 10 ô tô bán chạy nhất tháng tại Việt Nam. Hiện tại, một số đại lý Honda cho biết vẫn không đủ nguồn cung CR-V để giao cho khách hàng đặt mua. Giá bán 3 phiên bản Honda CR-V tại Việt Nam đang ở mức 973 triệu đồng đến 1 tỷ 038 triệu đồng tùy từng phiên bản. Xếp ở vị trí thứ 9 đó là Honda City bán được 858 chiếc. Honda City là mẫu xe duy nhất của Honda được lắp ráp trong nước. Nguồn cung đảm bảo cùng với thế mạnh về kiểu dáng thiết kế thể thao, vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu, Honda City vẫn được người tiêu dùng tin tưởng. Khác với Vios, các phiên bản của Honda City chủ yếu tập trung vào nhóm khách hàng mua xe sử dụng mục đích gia đình, cá nhân. Hiện tại, mẫu xe sedan hạng B này đang có giá bán từ 559 tới 599 triệu đồng tùy từng phiên bản. Xếp ở vị trí cuối cùng, Mazda CX-5 bán được 851 xe. Doanh số tăng trưởng khá chậm so với các mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam khiến thứ hạng của Mazda CX-5 liên tục sụt giảm. Với lợi thế lắp ráp trong nước, Mazda CX-5 đang có giá bán từ 899 đến 1 tỷ 109 triệu đồng tùy từng phiên bản. Quý vị hãy nhấn like video này để ủng hộ kênh cũng như hãy nhấn đăng ký kênh tin sơi để nhận tin mới mỗi ngày. Để không bỏ lỡ những tin sớm mới nhất, quý vị hãy nhấn vào biểu tượng chuông cạnh phím đăng ký ở góc phải màn hình để nhận tin sớm mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video lần tới.